nhà thấy thì bên trong shop này thì rất là nhỏ nha, nghĩa là mình để đồ chứ là đã hết chặt rồi đó, thì có thể là việc mà mở rộng shop của chị Hồng Loan là cũng bình thường ở nhà ha. Tại vì cái nhà bên đây sàn có khoảng 54 mét vuông thôi, mà một phần nửa của 54 là chia để dành cho bên cậu Năm rồi, thì còn một phần đây là để bán hàng thôi. Phía sau là nhà bếp đó nha, nhà thấy nè, rất là chặt hẹp ha. Nên cái chuyện mà mở thêm một cái cửa hàng hoặc là một cái chi nhánh đó chị bình thường ở nhà ha. Và khi mà mở nó vậy cái nhà nhớ vào ủng hộ và chị lo tiếp nha. Hôm nay thì chị Loan cũng có một cái buổi gặp bác sĩ Long cũng như là mới cái hút thân người ăn uống nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Thì hôm nay chị Loan về cái đó cái buôn gặp anh em youtuber thì mình cũng mặt rất là vui tươi hơn cái việc. Bây giờ chị Loan lên nhà. Giờ chị Loan đang lên trên để chuẩn bị cái sự trao đổi bị tồn đạc để bắt đầu buổi live stream tối hôm nay của chúng chị ơi. Dạ, thì buổi chiều nay thì chị Hồng Loan đang chuẩn bị live stream nha cả nhà. Dạ thì buổi chiều ngày hôm nay là chị Hồng Loan đang chuẩn bị live stream nha, bán hàng nha cả nhà. Dạ hiện tại là bên trong chị Hồng Loan đã lên lầu rồi nha, chuẩn bị đồ đạc tí nữa chị Hồng Loan sẽ live stream bán hàng. Rất mong được quý cô chú anh chị gần xa yêu mến chị Hồng Loan thì hãy đến số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1 quận Phú Nhuận. Tới đây mình sẽ mua hàng trực tiếp nha cả nhà. Dạ hiện tại tí nữa chị Hồng Loan live stream cho bán bên trang TikTok 8 phút 9 phút rồi. Mọi tay quá không chen được lên xin cơ không nhà xuống đây xin cơ không trên đó ai cho bên đây đang cơm chai hoài nữa. Dạ, giờ có khách đến ủng hộ chị Hồng Loan cả nhà. Chú Chánh cũng đang chị là TikTok quản lý truyền thông hả? Wow, quá cho anh em chị rồi, cảm ơn em nhiều. Chưa ăn cơm hả? Đang ăn cơm trễ hả? Chú nói là chưa ăn cơm chứ. Chú nói chưa ăn cơm chắc chắn là chưa ăn phở rồi phải không? Chưa ăn phở rồi phải không? Quản lý thôi, chưa ăn cơm quản lý ha. À, chị Hồng Loan ra kìa. Đó lô chào Hồng Loan, chào Lai Hồng Loan ơi. Mới xíu trà sữa tới nha. Hôm nay là chị Loan. Ngày thấy cái tập đầu Lai có người hồ không gì đó nên. Thank you.
Đây cái đồ livestream của chị Loan đó. À chị Loan livestream ở dưới này luôn cô chú anh chị ơi. Ngay cho cái phòng bán hàng luôn nha. À các chị vào mua đồ đó. Mấy chị quản lý truyền thông của chị Hồng Loan cũng mới chia sẻ là đã setup tất cả những cái thông số chức năng để tối hôm nay chị Hồng Loan sẽ lần đầu tiên livestream bán hàng trên kênh TikTok nha cô chú. Hôm nay chị Loan có vẻ cũng rất là tự tin vậy ha, và rất là dành rồi, tại vì hôm bữa chị cũng live trên YouTube rồi. Cũng em thấy là cũng có một anh nhân viên của bên TikTok Shop vẫn còn ở lại nha, để xíu hỗ trợ dùng Loan livestream đó. Chị em Loan cũng chuẩn bị livestream nha cả nhà. Anh Phương cũng chuẩn bị ra ngoài này cả nhà. Thank you.